Giáo hoàng trẻ tuổi nhất của giáo hội Công giáo lên ngôi giáo hoàng khi 12 tuổi. Tin như Chúa xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, theo niên giám của Tòa Thánh năm 2003, giáo hoàng Benedicto thứ 9 là giáo hoàng có 3 kiều đại giáo hoàng, được liệt kê ở vị trí thứ 145, 147 và 150 trong số 266 kiều đại giáo hoàng của giáo hội Công giáo. Được bầu làm giáo hoàng 3 lần, nhưng có 2 lần bị ép rời ngôi giáo hoàng và 1 lần thoái vị. Giáo hoàng Benedicto thứ 9 sinh năm 1020 tại Roma, thuộc dòng bá tước. Ngài là cháu của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 8 và Đức Gioan 19, và là con của Alberico III, vị bá tước rất có thế lực lúc bấy giờ. Được đưa lên ngôi giáo hoàng năm 1032 khi mới 12 tuổi do sự áp đặt của cha ngài, ông Alberico III. Ngài là vị giáo hoàng trẻ nhất của lịch sử giáo hội. Triều đại giáo hoàng của ngài được chia làm 3 nhiệm kỳ, trong đó 2 lần bị truất phế. Nhiệm kỳ đầu tiên kéo dài 12 năm. Theo niên giám của Tòa Thánh năm 2003 thì ông đắc cử giáo hoàng lần thứ nhất vào ngày 21 tháng 10 năm 1032 và kết thúc vào tháng 9 năm 1044. Khi Đức Giáo hoàng Gioan 19 qua đời, Alberico III làm cho con trai của mình được bầu làm giáo hoàng là giáo dân. Theo Philate lại còn rất trẻ, mới 12 tuổi. Nếu người ta không biết chắc chắn ngày tháng năm sinh của Theophilacte thì điều đó hình như có vẻ ít là sự thật. Tuy nhiên chắc chắn rằng Gioan 12 và Biển Đức thứ 9 là một trong những giáo hoàng trẻ nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo. Ông được đăng quang ngay ngày hôm sau ngày được bầu. Người ta cho rằng ông đã mua chức vị giáo hoàng. Ông vốn là người không có phẩm tước giáo hội và đã trải qua hết thảy phẩm tước giáo hội trong một ngày. Tháng 9 năm 1044, một cuộc nổi dậy chống dòng họ Tuscano do dòng họ Stefano điều khiển cưỡng bức ông phải trốn khỏi Roma và đưa Servito III lên. Tuy nhiên, Benedicto thứ 9 đã phản ứng lại bằng một vạ tuyệt thông tức khắc. 3 tháng sau, ông thành công chiếm lại Roma và lại lên ngôi giáo hoàng lần thứ hai. Chỉ sau 20 ngày, ông buộc phải từ chức kiều đại lần thứ hai của ông, kết thúc vào ngày 1 tháng 5 năm 1045. Benedicto thứ 9 rút lui về đất trên gia đình của mình và không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Đắc cử lần thứ ba, giáo hoàng Clemente II lên ngôi không đầy một năm và qua đời vào ngày 9 tháng 10 năm 1047. Lần thứ ba, gia đình bá tước lại đưa Benedicto thứ 9 về làm giáo hoàng. Triều đại lần này của ông kéo dài từ ngày 8 tháng 11 năm 1047 cho tới ngày 17 tháng 7 năm 1048. Benedicto thứ 9 bị vạ tuyệt thông, những người bà con thân thuộc của ông cũng vậy. Khi Đức Leo thứ 9 qua đời vào tháng 4 năm 1054, Benedicto thứ 9 một lần nữa lại thử lên ngôi giáo hoàng nhưng không thành công. Sau lần thất bại cuối cùng này, ông nghe theo lời khuyên của tu sĩ Bartolomeo và đã về hưu ở tu viện Gandrota Farata gần Roma. Ông đã chết ở tu viện này trong khoảng giữa ngày 18 tháng 9 năm 1055 và ngày 9 tháng 1 năm 1056 được mai táng trong nhà thờ đan viện. Theo Luca, đan viện phụ thứ tư của đan viện này thì ông đã ăn năn sám hối vào lúc cuối cuộc đời và đã làm đan sĩ của đan viện này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.